trong chiến lược phát triển khu vực phía Tây Hà Nội, hai trục đường xương sống là Đại lộ Thăng Long và Lê Trọng Tấn đã được mở rộng, đầu tư hiện đại với hàng loạt dự án, khu đô thị thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Hạ tầng thay ra đổi thịt mỗi ngày, khu vực Tây Hà Nội trở thành thỏi nam châm thu hút phát triển kinh tế xã hội. Hạ tầng hiện đại, cư dân đông đúc, kéo theo đó là tiềm năng về môi trường đô thị rộng lớn, về tiêu thụ ô tô năng động nhất khu vực phía Tây Hà Nội. Hyundai An Khánh ra đời đã giải được bài toán đáp ứng nhu cầu về thị trường ô tô của người dân. Được sự chấp thuận và ủy quyền từ Hyundai Thành Công Việt Nam, năm 2019, Hyundai An Khánh đã triển khai dự án xây dựng hệ thống Hyundai đạt tiêu chuẩn 3S. Trung tâm bán hàng Hyundai An Khánh đi vào hoạt động tháng 2 năm 2020, có diện tích hơn 5.000 m², bao gồm showroom và 3 tầng trưng bày xe tọa lạc tại địa chỉ C24, lô 1, đô thị mới Glesinco Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Với vị trí cửa ngõ phía Tây, cạnh các tuyến đường, khu đô thị sầm uất, quy tụ hàng trăm nghìn cư dân cùng cộng đồng hàng triệu cư dân của các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất, Hà Đông, Nam Từ Liêm của Hà Nội, đại lý Hyundai An Khánh nổi bật nhất ở phía Tây Hà Nội. Với vị trí thuận lợi dễ tìm kiếm, nằm trên đường đô thị mới Glesinco, đồng thời đây chính là tuyến đường chính tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng nhận diện đến mua xe và sử dụng dịch vụ. Tại đây, quý khách hàng sẽ được trải nghiệm những tiện ích hiện đại, phong cách dịch vụ đẳng cấp, sale bán hàng chuyên nghiệp, tận tâm, luôn hướng đến sự hài lòng của khách hàng. Hôm nay hai vợ chồng tôi qua đại lý Hyundai An Khánh thì cũng được nhận sự tiếp đón rất là nhiệt tình của các bạn tư vấn bán hàng ở đây. Qua đại lý thì mình thấy là cái showroom rất là hoành tráng, cơ sở vật chất rất là tốt, đội ngũ tư vấn bán hàng rất là ổn, tư vấn rất là nhiệt tình. Thì sau khi mà được nhận được cái sự tư vấn của các bạn bán hàng thì là hai vợ chồng lấy Hyundai Santa Fe. Cái điều mà hai vợ chồng đã mong rất là lâu. Không chỉ sở hữu khu trung tâm bán hàng hiện đại nằm ở vị trí đắc địa, Hyundai An Khánh còn có cơ sở 3S nằm ngay gần đại lộ Thăng Long, đi vào hoạt động tháng 7 năm 2020. Có diện tích hơn 10.000 m², được đầu tư xây dựng hiện đại, chỉ cách Big C Thăng Long 6,5 km và chỉ mất khoảng 5 đến 7 phút để di chuyển từ những chung cư lớn như Vinhome Green Bay Mỹ Trì, Thăng Long No. 1, Vinhome Smart City Tây Mỗ. Với đầy đủ các dòng xe của hãng Hyundai, Hyundai An Khánh cung cấp những mẫu xe mới nhất: Hyundai Santa Fe, Hyundai Tucson, Hyundai Kona, Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Hyundai i10. Với tiêu chí lấy khách hàng làm trọng tâm thì với sự đầu tư cũng như là sự kỳ vọng của tập đoàn thì Hyundai An Khánh đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện về cơ sở vật chất cũng như về hệ thống đào tạo, và sẽ cam kết là lấy khách hàng làm trọng tâm để luôn đem cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất, chất lượng dịch vụ tốt nhất về bán hàng cũng như là sở dịch vụ. Chúng tôi cam kết sẽ luôn là đồng hành cùng với quý khách hàng trong suốt thời gian quá trình sử dụng xe, và kỳ vọng của Hyundai An Khánh sẽ là một trong những đại lý hàng đầu của cả nước về cũng như và phân phối dòng xe nhỏ của Hyundai tại thị trường Việt Nam, và đặc biệt là chúng tôi sẽ cố gắng là một trong những đại lý của Hyundai Thành Công toàn diện về các cơ sở vật chất cũng như là về phong cách phục vụ. Bên cạnh đó, Hyundai An Khánh tự hào sở hữu xưởng dịch vụ có diện tích gần 2.000 m², có thể tiếp nhận sửa chữa, bảo dưỡng nhiều xe Hyundai cùng lúc. Đặc biệt, tại showroom Hyundai An Khánh cung cấp phụ tùng chính hãng, giá cả cạnh tranh. Với tầm nhìn chiến lược, Hyundai An Khánh luôn nỗ lực và phấn đấu đạt sản lượng số 1 tại khu vực phía Tây Hà Nội và sẽ góp phần giúp cho TC Moto ngày càng gia tăng doanh số, tạo sản lượng lớn, chiếm thị phần,
khẳng định vị thế cao của thị trường ô tô Việt Nam. Hyundai An Khánh rất tự hào mang đến những giá trị tốt nhất, dịch vụ chuyên nghiệp và đẳng cấp. Hyundai An Khánh với tôn chỉ khách hàng là trọng tâm, mong muốn mang đến sự hài lòng đối với khách hàng về chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm. Chúc cho Hyundai An Khánh luôn luôn vững mạnh, thành công. Hyundai An Khánh rất cảm ơn sự tin tưởng của TC Motor Hyundai đã bổ nhiệm Hyundai An Khánh làm đại lý chính thức bởi TC Motor Hyundai. Trong thời gian tới, chúng tôi rất là mong muốn và cam kết sẽ hoàn thành tất cả các chỉ tiêu cũng như là kỳ vọng, mang đến sự hài lòng đối với khách hàng, mang đến chất lượng dịch vụ, chất lượng sản phẩm tốt nhất tới tay khách hàng. Hyundai.